Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở địa bàn tỉnh Long An và khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Long An, trong 24 giờ tới, khu vực của tỉnh Long An chịu ảnh hưởng áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu trở lại. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua khu vực Nam Trung Bộ, Nam Bộ hoạt động ổn định. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho địa bàn tỉnh Long An. Theo dự báo, trên địa bàn tỉnh đêm nay không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, đêm và sáng sớm trời se lạnh, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất là từ 22 cho đến 24 độ, độ ẩm trung bình từ 75 cho đến 80%, gió đông cho đến đông bắc cấp 2 cấp 3. Về tình hình thủy văn, theo dự báo mực nước lên theo kỳ triều cường rằm tháng chạp âm lịch, dự báo vào ngày mai 28 tháng 1, mực nước ở các trạm chính như sau. Ở trạm Tân An là 1,48m, ở trạm Bến Lức là 1,54m, còn ở trạm Mộc Quá là 0,94m. Trong ngày có 2 lần xuất hiện trong khoảng thời gian từ 5 giờ cho đến 7 giờ và 20 giờ cho đến 22 giờ. Riêng ở trạm Mộc Quá, đỉnh triều xuất hiện vào lúc từ 10 giờ cho đến 12 giờ. Về tình hình độ mặn tại một số trạm trong 24 giờ tới trên địa bàn tỉnh Long An. Theo dự báo, độ mặn ở các sông lên theo triều, dự báo vào ngày mai 28 tháng 1, độ mặn đo được ở các trạm chính như sau. Ở trạm cầu nổi trên sông Dàm Cọ cách cửa sông 20 km, độ mặn đo được là 13,8 gram trên lít. Ở trạm Bến Lức trên sông Dàm Cỏ Đông cách cửa sông 67 km, độ mặn đo được là 2,9 gram trên lít. Còn ở trạm Tân An trên sông Dàm Cỏ Tây cách cửa sông 80 km, độ mặn đo được là 0,9 gram trên lít. Dự báo ranh giới độ mặn 4 gram trên lít đã xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 58 km ở sông Dàm Cỏ Tây thuộc xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành và xã Đức Tân của huyện Tân Trụ, hơn 58 km ở sông Dàm Cỏ Đông thuộc xã Long Can của huyện Cần Đước và xã Tân Bình của huyện Tân Trụ. Còn ranh giới độ mặn 1 gram trên lít đã xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 80 km ở sông Dàm Cỏ Tây thuộc phường 2 và phường 5 thành phố Tân An và hơn 85 km ở sông Dàm Cỏ Đông thuộc xã Lương Hòa, Thạnh Hòa, Bến Lức. Xin được chuyển sang thời tiết ở khu vực Nam Bộ. Tại miền Đông Nam Bộ, đêm nay không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, đêm và sáng sớm trời se lạnh, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Với nhiệt độ thấp nhất là từ 21 cho đến 24 độ, có nơi dưới 20 độ, và nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Đối với miền Tây Nam Bộ, đêm nay không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, đêm và sáng sớm trời se lạnh, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Với nhiệt độ thấp nhất là từ 21 cho đến 24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.